Xin chào quý vị và các bạn. Sự thật không ai ngờ tới. Thật ra bà Nga không chỉ có Trung và Nhi là con, mà bà còn có một cô con gái thất lạc, cứ ngỡ đã chết từ lâu. Năm xưa, con gái bà bị bọn bắt cóc tống tiền, nhưng khi giao tiền xong, bọn chúng gào chạy xa bay, còn con gái bà chẳng rõ tung tích. Và chớ trêu thay, đứa trẻ đó chính là Hằng. Cô may mắn được cha nuôi nhặt về khi cô đói khát, gào khóc ở một góc khuất. Còn bà Nga trong lúc tuyệt vọng nhất, bà vô tình gặp một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi, đang khóc thảm thiết bên đường. Một người mẹ vừa mất con, làm sao chịu được cảnh thương tâm ấy. Bà đem cậu bé về nuôi, xem như máu mủ của mình, và cậu bé đó không ai khác là Trung. Bí mật này, bà sẽ tự nhủ là sẽ sống để bụng, chết mang đi. Nhưng giờ ông trời rủi rủi cho bà gặp lại Hằng. Bằng bản năng của người mẹ, bà có nhận ra được Hằng hay không? Bà có quên đi vụ tai nạn thương tâm Hằng gây ra cho Nhi? Bà sẽ mở lòng mình hòa nhập vào thế giới bên ngoài. Còn Trung, anh có cảm thấy nợ Hằng? Anh sẽ buông bỏ hận thù. Anh và bà Nga sẽ cùng nhau bù đắp cho Hằng. Họ sẽ cùng nhau xây dựng một mái ấm hạnh phúc, là những nội dung chính của chúng tôi trong video ngày hôm nay. Bà Nga từng là người thét ra lửa trên thương trường, nhưng khi nghe tin Nhi đột ngột qua đời, dù mạnh mẽ tới đâu, bà cũng không thể chịu được cú sốc. Từ một người nhanh nhẹn, bà bị đột quỵ, cả đời phải làm bạn với xe lăn. Bà cũng không thể thoát ra khỏi bi kịch, suốt ngày ru rú trong phòng. Bà chỉ sống trong hồi ức của con gái. Từ người phụ nữ thấu tình đạt lý, có trái tim nhân hậu bao dung, bà trở nên cau có, tính tình thất thường. Đúng là nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, mấy ai chịu được. Nhưng tinh ý, khán giả có thể nhận ra, đây không phải là lần đầu bà trải qua bi kịch. Khi bà cầm tấm chân dung cười tươi của Nhi, bà đã thủ thỉ cùng con. Giờ con hãy đoàn tụ với bà, với chị gái con. Mọi người hãy đợi mẹ. Thì khán giả đã có câu trả lời. Vì sao bà lại suy sụp như vậy? Hóa ra trước khi mất Nhi, bà đã mất đi một cô gái khác. Vậy câu hỏi đặt ra, cô con gái đó là ai mà bà chưa từng hé lộ, tới Trung cũng chưa một lần biết đến. Bà Nga từng cảm thấy mình may mắn, hạnh phúc khi sinh ra trong một gia đình quyền thế. Bà được nuông chiều từ nhỏ, nhưng khác với những cậu ấm cô chiều khác, bà chuyên tâm học hành. Bà là mẫu người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà, là niềm mơ ước của biết bao chàng trai. Bà có mối tình đẹp với chàng trai muôn đằng hộ đối. Khi về chung một nhà, với sự giúp đỡ của hai bên gia đình, cùng với bản lĩnh của cả hai, ông bà đã gây dựng nên một đế chế hùng mạnh. Rồi niềm vui nhân đôi khi bà Nga chào đón cô công chúa bé bỏng, xinh xắn chào đời. Bà giao việc công ty cho chồng, trở về làm nội trợ. Bà lấy việc chăm sóc chồng con là niềm vui. Nhưng chẳng may, bọn bắt cóc thấy gia đình bà chẳng có gì ngoài tiền. Bọn chúng nhắm vào con gái bà. Bọn chúng yêu cầu 10 tỷ, còn đe dọa nếu gia đình bà báo cho công an thì ngay lập tức sẽ lấy mạng cô bé. Ông bà chẳng do dự, mang tiền tới điểm hẹn. Nhưng đám bắt cóc sợ bị công an sờ gáy để bỏ mặc cô bé, rồi chuồn êm chuồn đẹp cùng với số tiền đó. Ông bà cho người lùng sục khắp nơi, nhưng chẳng thấy tung tích cô bé ở đâu. Bà đau khổ, chỉ biết nhốt mình trong phòng. Bà tự dằn vặt bản thân là người mẹ không ra gì, không thể bảo vệ được con. Bà nhốt mình trong phòng, ôm chiếc áo nhỏ của con khóc không thành tiếng. Rồi những lần căng sữa, bà lại nhớ tới con gái đói khát, đang sợ hãi tìm hơi ấm của mẹ. Bà lại đi lang thang gần nơi con bé xảy ra chuyện, với hy vọng phép màu sẽ đến để bà gặp lại con. Rồi bà dần chấp nhận sự thật, con gái bà đã chết. Cũng may, chồng bà vẫn luôn ở bên động viên an ủi vợ, coi như con bà không có duyên trên cõi đời này. Và rồi, trong một lần đi tìm con, bà nhìn thấy một đứa trẻ vừa lên ba đang khóc lóc bên đường. Nhìn cậu bé kháu khỉnh, thông minh mà bị mẹ bỏ rơi bên đường, bà hiểu đây là một cuộc gặp gỡ định mệnh. Khi bà đang khao khát tìm con, còn cậu bé thì cần một mái nhà, cần một người mẹ. Bà đem cậu bé về nuôi, dành trọn tình yêu thương cho cậu, và cậu bé đó chính là Trung. Bà tự nhủ, bà sẽ khép lại quá khứ, bắt đầu một cuộc sống mới. Và ít lâu sau, bà và chồng cũng đón nhận thêm thành viên mới. Nhi ra đời trong sự hân hoan, háo hức của mọi người. Nhìn thấy Trung và Nhi chơi đùa bên nhau, nhìn thấy hai anh em yêu thương, bà đã nguôi ngoai phần nào nỗi đau về cô con gái đầu lòng. Những người ngoài cuộc nhìn vào, thấy cuộc sống viên mãn của bà Nga,
thầm ghen tị với bà. Nhưng chẳng ai biết được, ai cũng có một nỗi đau giấu kín đợt đáy lòng, chẳng thể tỏ cùng ai. Nhưng hạnh phúc chẳng kéo dài được lâu. Chồng bà Nga sớm qua đời, nhiều lúc bà chỉ muốn sang thế giới bên kia đoàn tụ cùng chồng con. Nhưng rồi, nhìn thấy bộ mặt ngây thơ của Trung và Nhi, bà hiểu bà phải mạnh mẽ để chăm sóc, dạy dỗ hai con. Bà ngồi vào cái ghế chủ tịch, bà dung hòa giữa công việc và gia đình. Bà luôn cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể để bên con. Cuộc sống êm đềm cứ thế trôi qua với ba mẹ con. Nhưng khi hay tin Nhi gặp tai nạn, bà không thể chịu được nỗi đau này. Rồi cái chết của cô con gái đầu lòng lại ùa về, khiến bà đầm thép gục ngã. Bà như biến thành một người khác, tính tình khó chịu, ngắt gỏng. Nhưng có một sự thật mà bà Nga không hề hay biết. Con gái của bà vẫn còn sống trên cõi đời này. Sau khi bọn bắt cóc lấy được tiền, chúng nhẫn tâm vứt cô bé ở nơi hoang vu hẻo lánh. May mắn, cô được người đàn ông tìm thấy đúng lúc cô đang khóc ngất vì đói, vì rét. Và cô bé đó không ai khác là Hằng. Khi lớn lên, Hằng vẫn hỏi về ba về mẹ. Nhưng ông chỉ biết, nói mẹ cô đã mất ngay khi cô cất tiếng khóc chào đời. Hai cha con rau cháo đuổi nhau. Nhưng rồi kinh tế khó khăn, ông đổ đốn, sinh ra rượu chè. Mỗi lần say xỉn, ông lại không làm chủ được bản thân, đánh đập Hằng không thương tiếc. Nhưng thay vì giận cha, cô gái hiểu chuyện chỉ muốn mình lớn thật nhanh để có thể kiếm tiền phụng dưỡng ông. Tiếc rằng cái ngày đó chưa kịp đến. Trong một lần say rượu, ông gặp tai nạn bỏ cô mà đi. Rồi cô được mẹ con Thanh nhận nuôi, mang tiếng là Cưu Mang Hằng. Nhưng nhờ có bàn tay chăm chỉ chịu khó của cô mới giúp mẹ con Thanh đỡ vất vả, mới có thể lo cho Thanh ăn học đàng hoàng. Vụ tai nạn của Nhi có lẽ là sự sắp đặt của số phận. Giờ đây Hằng chỉ có tâm nguyện bù đắp gia đình Nhi. Thấy bà Nga mắc tâm bệnh, dù bà có khó chịu tới đâu nhưng cô vẫn nhẫn nại ở bên chăm sóc. Chẳng hiểu sao bà Nga từng không muốn người lạ đặt chân tới nhà bà. Nhưng với Hằng, bà lại tìm thấy cảm giác thân quen. Bà thấy cô và Nhi có nhiều điểm giống nhau. Cũng phải thôi, vì họ là chị em do cùng một cha một mẹ sinh ra. Còn Hằng, cô chưa bao giờ biết tình mẫu tử. Giờ thấy bà Nga thương nhớ Nhi, thấy bà Nga lo lắng cho Trung, cô đã cảm nhận được thế nào là tình cảm thiêng liêng ấy. Và cứ thế, sợi dây tinh thần đưa bà Nga và Hằng xích lại gần nhau. Bằng bản năng của người mẹ, bà Nga có nhận ra rằng Hằng chính là cô con gái bà nghĩ đã mất từ lâu. Và rồi khi Trung biết anh chỉ là con nuôi, anh đang vay mượn vị trí của Hằng, anh sẽ làm gì để bù đắp cho cô? Những ân oán hận thù từ đây cũng sẽ được hóa giải. Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới video của chúng tôi để mọi người cùng bình luận. Đừng quên bấm đăng ký kênh và biểu tượng chuông bên cạnh để theo dõi và cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.